Dù đã bước qua tuổi 21, nhưng Manpreet Singh chỉ cao vỏn vẹn 58cm và nặng 6,8kg, tương đương với một đứa trẻ 6 tháng tuổi. Chính vì vậy, anh được xem là một trong những người nhỏ nhất thế giới. Theo tờ Daily Mail đưa tin, nhờ thân hình bé nhỏ này mà anh Manpreet được dân làng tôn thờ, thường xuyên thăm viếng để xin ban phước. Đối với số đông người dân khu Punjab, Ấn Độ, anh chàng tí hon này chính là hiện thân của thần Hindu. Được biết, lúc mới sinh, chàng trai Manpreet vẫn hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, từ lúc 6 tháng tuổi, cậu bất ngờ không còn phát triển nữa. Theo bác sĩ Hamray, Manpreet mắc phải căn bệnh về tuyến giáp mà rất hiếm người mắc phải. Việc chữa trị tốn rất nhiều tiền, khó có kết quả khả quan. Và điều kiện kinh tế gia đình cậu bé cũng không đủ trang trải khoản viện phí đắt đỏ ấy. Do đó, mặc dù mắc bệnh đã lâu, Manpreet vẫn chưa bao giờ được kiểm tra một cách kỹ lưỡng về mặt y tế. Căn bệnh dần trở nặng hơn khi chàng trai đến từ Punjab lên ba. Cậu mất đi khả năng nói và di chuyển, chỉ có thể ở yên một chỗ. Nhưng gia đình Singh không quá buồn vì chuyện này. Ba mẹ Manpreet tâm sự, họ vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì con trai mình có thể đem lại niềm vui và hy vọng cho mọi người trong làng. Đối với họ hàng cũng như những người sống trong làng, thằng bé được xem như là một vị thần. Bất cứ ai được con trai tôi ban phước cho đều được toại nguyện. Người ta không chế giễu Manpreet vì quá thấp bé. Tất cả chúng tôi đều tôn thờ con. Ngày nào cũng có người tới tận nhà để hành lễ. Manjit, mẹ của Manpreet trả lời phỏng vấn. Thật bất ngờ khi biết anh chàng tí hon này có hai người em khác và cả hai đều có chiều cao, cân nặng bình thường. Cô em gái 19 tuổi của Manpreet, Jasprit, hiện không còn đi học mà chỉ ở nhà chăm sóc anh trai. Trước sự nổi tiếng bất ngờ của con trai mình, gia đình Manpreet hy vọng họ sẽ có đủ tiền để chữa trị cho anh. Người trực tiếp theo dõi tình hình của Manpreet, bác sĩ Hamray tin rằng trường hợp của anh liên quan đến tuyến giáp. Các bệnh nhân tìm đến tôi khi họ trải qua cơn sốt hay cảm lạnh, tôi đều chữa được. Thế nhưng tình trạng của chàng trai này hoàn toàn khác biệt, lần đầu tiên tôi gặp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!